Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình cập nhật một cái tính năng mới kiếm tiền mới của YouTube rất là hay. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để bật nó lên nhé. Cái tính năng này thì mới có thôi, tức là dành cho các creator ở Việt Nam ấy. Kênh của mình, như các bạn biết, là mình có một kênh Việt Nam và một kênh nước ngoài, nhưng mà mình là creator ở Việt Nam, đâm ra cái tính năng này nó đến hơi chậm. Tuy nhiên là đến chậm rồi nhưng mà cũng có rồi. Tức là hiện tại thì ngoài cái mà các bạn kiếm tiền từ quảng cáo ở của YouTube ấy, thì bây giờ các bạn sẽ có thêm mấy cái tính năng gọi là Super Thanks, rồi là sticker các thứ. Thì cái đấy rất là hay, là tức là người xem của bạn ấy có thể ủng hộ bạn trực tiếp ở trên cái video đấy luôn. Để mình chỉ cho các bạn là ý mình là như nào nhé. Ok, ví dụ đây là cái video của mình nhé, kênh Việt Nam nhé. Ví dụ các bạn xem video mà các bạn cảm thấy nó hay thì các bạn sẽ có cái chức năng gọi là cảm ơn đó, show support with super thanks. Bây giờ các bạn chỉ việc là ấn vào đây đó, tức là người xem chỉ cần ấn vào đây, sau đó người ta sẽ lựa chọn được số tiền tiền bao nhiêu, 20.000 này, nó xuất phát từ 20.000 nhé. Sau đó tối đa là các bạn có thể kiểu ủng hộ 500.000 luôn, giống như là donate, hay luôn. Thì nếu như là ví dụ mình sẽ ủng hộ cho mình là 50.000 chẳng hạn, thì các bạn sẽ nhấn vào buy and send đó, rất là đơn giản thôi. Ấn vào buy and send, sau đó nó sẽ dẫn đến cái trang thanh toán. Tất nhiên rồi, thì bạn phải nhập vào hình thức thanh toán là cái gì. Bạn dùng thẻ này, đây mình có cái thẻ này, sau này nhập vào mã các thứ này, sau bạn nhớ vào remember next time, sau bạn nhấn vào buy thì nó sẽ gửi tiền cho mình, support cho mình đó, 20.000. Tuy nhiên mình sẽ tắt nó đi. Thì làm nào để bật cái tính năng này ấy, thì các bạn chú ý là YouTube nó sẽ gửi cho bạn một cái email nhé, email thông báo là kênh của bạn đủ điều kiện bật cái này. Thì sau đó các bạn sẽ vào trong chỗ này nhé, YouTube Studio, mình sẽ kích vào kênh của mình. Mình thì mình bật cả hai kênh của mình, chẳng biết là có ai ủng hộ mình không, kiểu có ai donate ủng hộ cho mình vì những cái video hữu ích hay không. Để xem thời gian nó sẽ chứng minh. Bạn sẽ vào chỗ monetization nhé. Đó, sau bạn sẽ kích vào chỗ super này nhé. Trong cái super này nó sẽ ghi là bạn đủ điều kiện bật cái này, thì bạn sẽ bật tất cả những cái này lên, super chat này, super sticker và super thanks. Thì mấy cái này ấy, thì nếu mà super chat thì nó sẽ hiển thị ở trong khi mà bạn livestream ấy. Nếu bạn livestream thì người ta có thể ủng hộ bạn bằng cái super chat và super sticker. Thế còn super thanks này thì nó sẽ hiển thị ở các cái video của bạn. Thế đơn giản thôi. Vào phần kiếm tiền, monetization, chọn super. Đó, thì còn ngoài ra thì còn mấy cái tính năng kiếm tiền khác của YouTube, ví dụ như là membership. Bạn có thể đăng ký cho hội viên của bạn này. Nhưng mà hiện tại thì mình cũng chỉ có hai bạn hội viên thôi. Bạn Trần Đức Hiếu với bạn với một chị fan cứng là fan. Hội viên thì cũng ok, bạn cũng có thể kiếm được tiền hàng tháng. Còn ngoài ra thì còn shopping. Shopping thì bạn phải tạo nhé. Bạn tạo trong cái Bread Shop hoặc là cái Spring, Teespring. Nhưng mà kênh Việt Nam thì mình không tạo shopping, mình chỉ tạo kênh nước ngoài thôi. Nhưng mà doanh thu thì cũng chưa được gì cả. Hình thức shopping này là hình thức là bạn design các cái logo, rồi design các cái áo, rồi quần, rồi là túi, rồi là kiểu các cái mà nó có cái thương hiệu của bạn ấy. Sau đó bạn đưa lên kênh, up lên kênh, quảng cáo lên kênh, thì người ta mua ấy, người ta sẽ mua trực tiếp ở đấy. Thế là xong rồi cái đơn vị mà sản xuất ra cái áo đấy, nó sẽ in cái logo của bạn lên và giao cho người mua. Thì nó đơn giản thế, bạn chả phải làm gì cả, thì bạn sẽ được hưởng cái phần trăm doanh thu ở đấy. Nhưng mà mình chưa thấy ai mua. Của mình thì ở cái Spread Shop. Ngoài ra thì nói chung là quan trọng nhất thì vẫn là cái kiếm tiền từ YouTube, quảng cáo, tài liệu quảng cáo đấy. Ok, đấy là cái cập nhật mới về cái cách kiếm tiền mới của YouTube. Thế còn ngoài ra thì YouTube nó có một số cái cập nhật nhé, các bạn cũng nên chú ý khi bạn làm YouTube ấy. Một là đầu năm 2023 ấy, thì YouTube Short nó sẽ bắt đầu được nhận, bạn sẽ nhận được tiền quảng cáo nhé. Nhận được tiền quảng cáo từ YouTube Short nếu như mà nó hiển thị quảng cáo ở YouTube Short của bạn. Tuy nhiên là nếu như mà bạn mới lập kênh ấy, lập kênh mà điều kiện để có thể gọi là tham gia chương trình kiếm tiền bằng một cái kênh mà chỉ chủ yếu làm Short không ấy, thì bạn phải có 10 triệu view nhé. Hơi nhiều ấy. 10 triệu view và 1.000 người đăng ký. Thế còn cái kênh nào mà đã tham gia chương trình kiếm tiền rồi thì cứ YouTube Short khi nào được bật kiếm tiền là bạn sẽ được bật kiếm tiền thôi. Tức là không cần phải điều kiện là 10 triệu view các kiểu nữa. Còn cái quỹ thì mình nghĩ là sắp tới YouTube nó sẽ kiểu tạm dừng cái việc cấp quỹ, bởi vì nó sẽ có nhiều các cái người sáng tạo nội dung mà đạt điều kiện ấy, làm short để đạt điều kiện. Đó, đấy là cái cập nhật thứ hai. Thế còn một cái cập nhật nữa mà cũng thỉnh thoảng có bạn hỏi ở trên kênh của mình. Đấy là tại sao mà các bạn video của bạn không được bật kiếm tiền mà vẫn có quảng cáo. Thì cái đấy là cái thay đổi của YouTube từ
mình chả nhớ, nhưng hình như là từ tháng 5, tháng 6 gì đấy, năm ngoái hay là năm nay gì đấy, nói chung là cũng lâu lâu rồi. YouTube nó họ họ đã ra cái quyết định là họ sẽ đặt quảng cáo ở trên tất cả các video trên YouTube luôn. Tức là khi mà bạn up video lên YouTube là họ sẽ đặt quảng cáo trên video của bạn được, không cần bạn phải tham gia chương trình kiếm tiền, kiếm tiếc gì cả. Ok, đấy là có mấy cái cơ bản thôi, còn lại thì cũng không có gì thay đổi mới. Các bạn cứ làm thôi, làm video dài cũng được hoặc là video short cũng được. Ok, ok, video hôm nay ngắn hết, chia sẻ ngắn hết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Filmora hoặc là về YouTube thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.